góc độ nhìn nhận về việc 71 cán bộ giáo viên viết tâm thư xin giảm án cho bị cáo Trử Xuân Dũng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức nóng nhất trên kênh YouTube của báo điện tử Dân Việt. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, dự kiến 14 giờ ngày 28 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết với các bị cáo. Trong thời gian nghị án đã có nhiều sự việc diễn ra xung quanh. Trong đó có việc 71 cán bộ giáo viên đã viết tâm thư để xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ông Trử Xuân Dũng, người bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng và bị viện kiểm sát đề nghị 4 đến 5 năm tù. Vậy việc viết ký tâm thư gửi tòa án các cấp xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên nhìn nhận ở góc độ như thế nào cho đúng? Để tìm câu trả lời giải đáp cho vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, trong thời gian nghị án, vào sáng ngày 24 tháng 7, Tập thể 71 cán bộ và khá đông giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trử Xuân Dũng là người bị buộc tội nhận hối lộ 2 tỷ đồng khi duyệt ký chủ trương để doanh nghiệp thực hiện giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Hà Nội. Ông Dũng bị đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 4 đến 5 năm tù cho hành vi trên. Trong đơn tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Lợi đã nêu về quá trình công tác và những hiểu biết về cá nhân ông Trử Xuân Dũng khi làm giáo viên bộ môn toán lúc mới ra trường tại trường Trung học phổ thông Sóc Sơn Hà Nội năm 1994. Sau đó ông Dũng trải qua nhiều vị trí công tác như hiệu phó trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo quận Thanh Xuân Hà Nội, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái quận Ba Đình Hà Nội, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An quận Tây Hồ Hà Nội phó giám đốc rồi giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo nội dung được viết ở đơn thư, trong suốt quá trình công tác, ông Dũng luôn là một thầy giáo có tâm đức trong sáng, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều thành tích đóng góp to lớn cho ngành giáo dục thủ đô. Với trường Trung học phổ thông Lê Lợi, ông Dũng khi là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dồn nhiều tâm huyết giúp nhà trường xây dựng thành công mô hình trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận vào tháng 10 năm 2020. Theo các cán bộ giáo viên, có thể nói ở cương vị công tác nào, thầy giáo Trử Xuân Dũng luôn là một nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp to lớn cho ngành giáo dục. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, thầy đã vô tình vi phạm pháp luật khi giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo nội dung trong đơn thư của cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông Lê Lợi viết, căn cứ vào bản chất và những đóng góp to lớn của ông Trừ Xuân Dũng trong quá trình công tác, tập thể giáo viên, cán bộ trường Trung học phổ thông lê lợi kiến nghị hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ mức án cho ông Dũng để ông Dũng sớm trở lại hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt. Tuy nhiên trong sự việc này có một điều dễ nhận thấy đó là hầu hết những cán bộ và giáo viên này cũng không có đủ thông tin, tình tiết về vụ án và hành vi bị cáo buộc phạm tội của các bị cáo như ông Trừ Xuân Dũng và cũng không chắc 71 người viết ký tâm thư xin giảm án cho ông Trừ Xuân Dũng đã tiếp cận hay đọc chọn hồ sơ điều tra, cáo trạng về vụ án. Có chăng phần lớn là chỉ dựa trên những kinh nghiệm, cảm xúc hay thiện ý cá nhân. Còn thực tế, những cán bộ giáo viên này không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án, không phải là người bị hại, người đại diện cho người bị hại. Nói tóm lại, họ chỉ là những người ngoài cuộc, không có nhiều thông tin cũng như tình tiết, diễn biến của vụ án và hành vi bị cáo buộc phạm tội của bị cáo. Theo luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty luật Dragon, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc 71 cán bộ giáo viên trường trung học phổ thông Lê Lợi, Hà Đông gửi đơn lên Tòa án Nhân dân Hà Nội để xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Trừ Xuân Dũng thì không nằm trong các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, điều 51 của Bộ Luật Hình sự, quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tại khoản 2, điều 51 quy định về việc tòa án có thể xem xét các tình huống khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. Vì vậy những lá đơn của các cán bộ giáo viên về việc xin giảm nhẹ hình phạt này có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ nếu tòa án chấp thuận. Trước đó một số vụ án liên quan đến các bị cáo từng là lãnh đạo các bộ ngành khi bị đưa ra xét xử, họ cũng được nhiều cá nhân tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt như vụ án sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội CDC Hà Nội. Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 9 người bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó ông Cảm bị cấp sơ thẩm tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù. Sau đó ông Cảm và một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nhiều CDC các tỉnh đã gửi đơn xin giảm nhẹ cho họ. Trong đó ông Cảm được 42 phó giáo sư, tiến sĩ và 430 bác sĩ ở một số bệnh viện trên toàn quốc gửi đơn xin giảm nhẹ. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án 10 năm tù với cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm. Vậy việc viết ký tâm thư gửi tòa án các cấp xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên nhìn nhận ở góc độ như thế nào? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành, thi hành và bảo đảm thi hành nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân và tổ chức, đảm bảo cho sự phát triển thật bền vững của đất nước. Pháp luật có tính bắt buộc chung đối với tất cả các cá nhân, pháp nhân, đơn vị tổ chức Việc chấp hành pháp luật là điều kiện cần thiết để duy trì trật tự ổn định, an toàn và tiến bộ của xã hội. Quan điểm thượng tôn pháp luật cũng là một trong những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người dặn mọi tổ chức cá nhân trong xã hội phải giữ gìn trật tự và ra sức ủng hộ chính quyền nhân dân, tuân theo pháp luật của chính phủ và mệnh lệnh của quân đội. Ngày nay, thượng tôn pháp luật là một trong những giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được khẳng định trong Hiến pháp 2013. Để cụ thể hóa một trong những nguyên tắc xét xử của tòa án là nguyên tắc độc lập xét xử theo thẩm quyền. Có nghĩa là tòa án được tổ chức theo thẩm quyền xét xử để đảm bảo cho việc xét xử không bị lệ thuộc hoặc chịu sự tác động không khách quan từ bên ngoài. Tòa án xét xử độc lập là một trong những nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại điều 103 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán hội thẩm. Độc lập xét xử còn có nghĩa là tòa án không bị ảnh hưởng, chi phối bởi bất kỳ yếu tố nào khác ngoài pháp luật khi giải quyết các vụ án. Độc lập xét xử là cơ sở để tòa án xét xử đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, bởi đứng trước vành móng ngựa là hàng chục doanh nhân, đa phần là những người đứng đầu doanh nghiệp, có hàng trăm đến hàng ngàn người lao động. Đây là những người đóng góp công sức lớn trong việc đưa hàng trăm nghìn công dân Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về với vòng tay tổ quốc, vòng tay gia đình trong đại dịch COVID-19, gây ám ảnh khủng khiếp cho đến tận bây giờ. Đây cũng là vụ án điển hình cho hiện tượng quan chức thoái hóa, lợi dụng chức vụ quyền hạn, chèn ép doanh nghiệp, khiến họ phải lót tay, bôi trơn, và trung quy là hối lộ để có được cơ hội giải cứu ba công dân Việt Nam đang mắc kẹt ở nước ngoài vì đại dịch và giải cứu cả chính họ, doanh nghiệp cùng những người lao động của họ. Cơ quan tố tụng cáo buộc 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến công tác tổ chức chuyến bay, phạm tội đưa hối lộ. Nhóm này đã có hơn 400 lần đưa hối lộ với tổng số tiền lên tới hơn 226 tỷ đồng cho các quan chức. Do đó khi có thông tin về việc 71 người viết tâm thư xin giảm án cho bị cáo, nhiều ý kiến dư luận đã nổ ra. Nhiều người cho rằng đã đến lúc không nên có những hành vi viết, ký những bức tâm thư gửi lên tòa án các cấp để xin giảm án cho các bị cáo, nhất là những vụ án như chuyến bay giải cứu hay vụ án từng xảy ra tại CDC Hà Nội. Không nên can thiệp vào hoạt động tư pháp của các cơ quan thực thi pháp luật, hãy để cho các cơ quan này được thực hiện công tác xét xử một cách khách quan, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong vụ án chuyến bay giải cứu, có thể thấy càng đi sâu thì lại càng có nhiều câu chuyện diễn ra với nhiều khía cạnh đa dạng. Liệu rằng bản án cuối cùng của các bị cáo sẽ được tuyên ra sao trong ngày 28 tháng 7 tới đây và sẽ còn những điều gì bất ngờ nữa sẽ xảy ra? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin mới nhất. Quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube Bảo Dân Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.